Thưa quý khán giả, sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội thảo chuyên đề phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền Nam. Và dự hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong khu vực. Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ các nhóm phụ nữ phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn, nên đời sống mọi mặt của phụ nữ khu vực phía Nam được cải thiện rõ rệt. Đội ngũ cán bộ nữ tăng về số lượng và chất lượng, được trẻ hóa, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ nữ cấp ủy ba cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ nữ cấp ủy cấp cơ sở cao nhất trong ba khu vực và cao gần gấp đôi chỉ tiêu 15%. Tỷ lệ nữ phó bí thư tỉnh ủy cao nhất so với hai khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Tại hội thảo, đại biểu đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù ở địa phương, công tác chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương và việc tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ và tổ chức hội. Những khó khăn thách thức của địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá những kết quả đạt được đối với công tác cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù. Đây sẽ là cơ sở căn cứ để phục vụ việc đánh giá toàn diện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.